tại Việt Nam chúng ta thực hiện cái hệ thống điều trị, thu dung điều trị theo cái phân tầng. Mục tiêu là chúng ta chia những cái nguy cơ của người bệnh và những cái cần can thiệp đối với người bệnh, đối với bệnh nhân COVID để mình phân bố nguồn lực cho nó phù hợp. Hiện nay thì Bộ Y tế phân tầng điều trị theo 3 tầng. Tầng 1 là các cái cơ sở thu dung điều trị ban đầu. Tầng 2 là nơi thu dung điều trị cho những trường hợp mà có những yếu tố nguy cơ, bệnh nền, bệnh lý nền và những người mà cao tuổi và phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 5 tuổi. Thế còn tầng 3 là tầng điều trị cho những trường hợp có diễn biến nặng, cần phải can thiệp và chăm sóc hồi sức hoặc là một số cái can thiệp khác. Thì trong cái đánh giá mức độ nguy cơ đối với người bệnh thì chúng ta chia làm 4 mức độ. Mức độ nguy cơ thấp là màu xanh, mức độ nguy cơ trung bình màu vàng, mức độ nguy cơ cao là màu da cam và nguy cơ rất cao là màu đỏ. Để người bệnh và nhân viên y tế trong làm cái nhiệm vụ sàng lọc và tiếp cận đầu tiên với người bệnh thì sẽ xác định được người bệnh đó ở trong cái mức độ nguy cơ nào. Để từ đó chúng ta đưa vào cái cơ sở thu dung điều trị phù hợp. Thì nó sẽ tăng cường cái hiệu quả phát hiện những cái dấu hiệu chuyển biến nặng của bệnh nhân, cũng như là phân bố cái nguồn lực nhân viên y tế cũng như là các cái trang thiết bị phù hợp để chúng ta quản lý điều trị bệnh nhân một cách hiệu quả nhất, tránh tình trạng là chúng ta đưa những trường hợp mà ít nguy cơ hoặc là nguy cơ thấp hoặc là nguy cơ trung bình để đưa vào một cái đơn vị mà điều trị ở tầng cao, tức là nơi mà phục vụ cho những bệnh nhân nặng. Như vậy nó sẽ vừa tốn cái không gian và cái giường bệnh nhưng mà lại không hiệu quả. Chúng ta chính vì vậy mà cái việc phân bố, đánh giá nguy cơ và phân bố đưa người bệnh vào các cơ sở điều trị theo cái phân tầng phù hợp là hết sức quan trọng. Theo tôi thì cái vấn đề phân tầng cho bệnh nhân để đưa vào các cái tầng trong điều trị y tế đó, nó thuộc về chức năng của người làm nhân viên y tế. Bởi vì dù là 3 tầng, dù là 5 tầng, đó là trong cái vấn đề chuyên của chúng tôi để phân loại có hiệu quả nhất của vấn đề quản lý bệnh nhân. Mỗi một cái tầng thì nó sẽ được có một cái trang thiết bị và một cái số lượng nhân viên y tế về cái chuyên ngành điều trị cho nó phù hợp nhất, để cho làm sao đấy chúng ta giảm áp lực nhiều nhất, điều trị có hiệu quả nhất, không dàn trải quá mức tất cả các cái trang thiết bị lẫn nhân lực. Còn người dân thì theo tôi chỉ có 2 cái vấn đề thôi. Thứ nhất, anh khai báo ngay khi anh có triệu chứng lâm sàng, có triệu chứng mà anh nghi ngờ bị nhiễm bệnh, mà cái này trên thông tin đại chúng đã ghi nhận, đã nhắc nhở rất nhiều. Có sốt, có ho, có đau đầu, đau người, rồi tiêu chảy, vân vân. Đấy là cái điều đầu tiên anh phải nghĩ tới, có thể anh bị nhiễm bệnh và anh phải đi khai báo. Thế cái thứ hai là anh có thể anh phải gọi cấp cứu, là khi mà có cái dấu hiệu nặng, giống như tôi mới nói đó, là có dấu hiệu về cái tần số thở, cái tần số của nhịp tim, rồi cái nếu mà có điều kiện hơn nữa thì chúng ta có đo cái SpO2 trong máu. Thế như vậy là người dân thì nên biết được hai cái điểm đấy. Một là mình có đang bị bệnh hay không, hai là tôi có thể có bị nguy cấp hay không. Chỉ nên biết hai cái đó thôi, rồi cái đấy báo rồi người nhân viên y tế đó, họ mới phân rõ, họ đánh giá một cách kỹ lưỡng rồi họ mới phân rõ để ở anh ở tầng nào là phù hợp nhất. Còn không nên, thực sự là các anh không nên tự đi tới cái chỗ này chỗ kia, tại vì bản thân mình không biết được cái phân ở cái mỗi một cái tầng như vậy thì cái người dân làm sao biết là bệnh viện này là tầng nào, bệnh viện kia là tầng nào, đúng không ạ? Cái đấy thì khó lắm. Cho nên cái vấn đề mà quan trọng nhất vẫn là người ta, bản thân người ta xác định được người ta có bị triệu chứng bị bệnh hay chưa, và cái thứ hai là có bị nặng hay không.